Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ SEA Games 31 đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đường Phạm Hùng, Hà Nội đã chính thức hoạt động chào đón khoảng 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế đến tác nghiệp tại đại hội. Trung tâm báo chí, trung tâm truyền hình quốc tế của SEA Games 31 có diện tích 2.000 m² với đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng tốt nhu cầu tác nghiệp, sản xuất tin bài của phóng viên trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, trung tâm báo chí có thể đáp ứng điều kiện và không gian cho 200 phóng viên có thể ngồi tác nghiệp viết bài cùng một lúc.